Xin chào, xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với kênh Dương Xoan Channel của mình Nếu lần đầu các bạn đến với kênh của mình Thì mình xin giới thiệu Đây là một kênh công nghệ Chuyên hướng dẫn sử dụng các phần mềm trên máy tính, điện thoại Theo hướng thiết thực, hiệu quả Video sẽ được ra hàng ngày Các bạn nhớ đón xem nhé Mình cũng rất vui nếu chúng ta giao lưu với nhau Các bạn hãy comment, bình luận của mình dưới video Mình sẽ vào trả lời tất cả bình luận của các bạn Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chủ đề của ngày hôm nay thì có một tình huống như thế này công ty của bạn yêu cầu bạn phải đưa một tấm hình cá nhân không được sử dụng các phần mềm chụp ảnh làm đẹp để làm hình đại diện hoặc là một số phần mềm trang web cho phép sử dụng phần mềm làm đẹp nhưng tấm hình đó yêu cầu dung lượng nhỏ trong khi bạn thì lại có những tấm hình dung lượng lớn vậy thì làm làm sao mình sẽ có giải pháp cho các bạn Link của phần mềm mình sẽ để ở bên dưới video mô tả. Các bạn nhấn vào để tải về. Rồi chúng ta có một tấm hình từ 2178 cho đến 2180 với kích thước là 3264 x 2448. Và dung lượng của nó là 3,12 MB, trong khi bây giờ một số phần mềm ứng dụng thì yêu cầu dung lượng nhỏ. Vậy thì đầu tiên các bạn cài đặt phần mềm bằng cách nhấn đúp vào biểu tượng Các bạn nhấn next chọn chấp nhận để cho cái chỗ next này nó sáng lên. Rồi tiếp tục next, tiếp tục next, tiếp tục next. Next và install. Rồi phần mềm rất là nhỏ gọn nên chạy rất là nhanh. Rồi chúng ta đã xong và chúng ta nhấn finish để chạy chạy chương trình này. Chương trình này có tên là File Minimizer Pictures. Rồi đây là một cái quảng cáo, bạn có thể bỏ qua. Ở trên giao diện chương trình hiện lên thì bạn có hai cách, một là bạn open file và bạn chọn tới cái chỗ bạn cần lấy hình. Đó. Ví dụ nó nằm ở ổ D chẳng hạn vân vân. Cách thứ hai đơn giản hơn là bạn có thể kéo và thả vào. Rồi, ok. Ở đây là bạn có thể ép thêm vào. Nếu như bạn còn muốn cho thêm những tấm hình hoặc là bạn bỏ đi bằng cách bấm vào và bỏ đi tấm hình mà bạn không không muốn thêm vào. Và ở đây là nơi mà tấm hình sẽ được lưu sau khi xử lý. Và đây mình để cũng ở ngoài desktop luôn. Cùng với lại cái thư mục mà mình tạo. Và việc còn lại đơn giản thôi, các bạn chỉ việc nhấn là À, cái hình tia sét ở đây dung lượng của nó là 3,13 m nhé và chút nữa chúng ta sẽ xem là nó sẽ còn bao nhiêu mê dung lượng Rồi ở đây nó báo là cái kích thước mới chỉ còn 0,08 m thôi. Và đã giảm được tới 97,5% Rồi chúng ta cùng quay trở ra Đây là những cái tấm hình mà mới được sửa xong Nó sẽ cùng tên với lại tấm hình cũ và có thêm chữ file miniser này Bạn có thể sửa uh, sửa lại tên bằng cách nhấn chuột phải chọn Renames uh, Renames ở đây rồi bạn có là ví dụ như là mới chẳng hạn. Rồi mình cùng so sánh tấm hình. Đây 2179 cũ và à 2179 mới đây. Các bạn thử zoom lên thử nhé xem là kích thước của nó à, hình cái 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 chất lượng của nó có thay đổi nhiều không nhất đây là rồi các bạn nhìn các cái chi tiết này, đây là 2179 mới này. Rồi bây giờ mình sẽ 2179 đã được thu nhỏ này. Như thế này thì chắc các bạn cũng khó quan sát nếu các bạn quan sát trên điện thoại. Tuy nhiên mình đã thử rồi và đã dùng ứng dụng này rất là nhiều. À, ứng dụng đã giúp giảm phần lớn dung lượng của tấm hình tuy nhiên chất lượng vẫn hầu như là không hề suy giảm các bạn vẫn có một tấm hình profile để làm hồ sơ rất là đẹp không ảnh hưởng đến thẩm mỹ Ở đây là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí không có quảng cáo và không giới hạn tấm hình sử dụng mình đã sử dụng nó trong rất nhiều năm nay và vô cùng hiệu quả bạn cứ tin và sử dụng đi rồi bạn sẽ thấy cái tính hiệu quả của nó và đây là một cái video hướng dẫn sử dụng trên máy tính và các bạn hãy đợi video tiếp theo của mình sẽ được ra trong thời gian sớm nhất có thể là ngay ngày mai mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, giảm dung lượng ảnh ngay trên điện thoại của các bạn các bạn đón xem nhé rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình và chúc các bạn có nhiều sức khỏe hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo